So, ok, xin chào các bạn đã đến với kênh VNet hướng dẫn. Hôm nay thì bên mình sẽ làm video để hướng dẫn các bạn cách chi tiết sử dụng chiếc tay cầm X5 Mini. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết nhé. Ok, nếu thể kết nối và sử dụng trên PC laptop, ở đây thì mình sẽ kết nối ở chế độ là Bluetooth nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ nhấn là RB cộng Home. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Sau đó thì chúng ta sẽ đi tìm kiếm Bluetooth. Ở đây tên Bluetooth của nó sẽ là Xbox Wireless Controller. Ok, chúng ta sẽ nhấn vào để có thể kết nối. Ở đây trên chiếc PC của mình thì đã có hỗ trợ sẵn Bluetooth rồi, nên là sẽ kết nối được ngay. Nếu chiếc PC laptop của bạn không hỗ trợ Bluetooth thì các bạn có thể mua USB Bluetooth để có thể kết nối nhé. Sau khi kết nối thành công thì các bạn có thể vào test thử xem là nó đã nhận đúng của tay cầm hay chưa nhé. Khi driver đã nhận OK rồi thì chúng ta sẽ vào một game bất kỳ, sau đó sẽ vào phần cài đặt, chuyển đổi chế độ điều khiển từ bàn phím chuột sang chế độ tay cầm để có thể chơi nhá. Ở đây các bạn có thể thấy mình chơi với tựa game là FC Online, sử dụng skin rất là ngon nghẻ và mượt mà. OK nhá. Rồi OK, với X5 Mini thì chúng ta sẽ có thể kết nối với rất nhiều các thiết bị khác nhau. Ở đây thì chúng ta có thể kể đến như là Android này, iOS này, PC này, Switch này, hay là cả PS4 5 nữa. Rồi OK, nếu có thể kết nối với Android và iOS ở chế độ MIPI, Android Standard Mode, thì đây thì các bạn có thể nhấn tổ phím là B cộng Home nhé, trên là iOS. Và với Android thì chúng ta sẽ nhấn tổ phím là X cộng Home. Rồi OK, giờ thì chúng ta sẽ được kết nối với chế độ là MIPI và Android Standard Mode nhé. Ở đây thì mình sẽ kết nối ở trên Android nhé. Android thì các bạn sẽ nhấn X cộng Home này. OK, đến nhấp nháy này. Sau đó thì chúng ta sẽ cầm điện thoại lên hoặc là máy tính bảng, kết nối Bluetooth. OK, ở đây thì mình đã kết nối sẵn rồi. Đó, thì nó sẽ có thông báo như thế này. OK. Giờ thì chúng ta sẽ vào cửa hàng này. Ở đây thì các bạn có thể vào tìm nhé. Đây. Đó, với các tựa game được hỗ trợ sẵn vô điều khiển ở trong trò chơi là bạn có thể chơi được ngay. Đó. Ở đây thì mình sẽ ví dụ với những các tựa game hỗ trợ hot hit nhất. Ở đây thì các bạn có thể chơi với tựa game. Ở đây là Be Pro Football này, là tựa game bóng đá nhá. Hỗ trợ luôn cho tay cầm, các bạn chỉ cần kết nối tay cầm và vào game là có thể chơi thôi. Tiếp đó thì sẽ là game đối kháng này, thì đây thì chúng ta sẽ có Shadow 4, Shadow Fit 4. Đó, game nhập vai thì là Gunstar 4. Bật súng thì chúng ta sẽ có là Call of Duty. Và đua xe thì chúng ta sẽ có là ASAP Legend. OK, giờ thì mình sẽ vào lại một game nhé. Thì mình sẽ vào Gunstar 4 này. Đó, kẹp vào. Ở đây thì các bạn có thể thấy là nó sẽ hiển thị luôn là nó đang hỗ trợ cho tay cầm. Đó. Đây. Đó, các bạn có thể thấy nhá, rất là ngon này, mượt mà. Đó. Đó các bạn nhá. Rất ngon nghẻ và mượt mà các bạn nhé. Đó. Đó. Đấy, cái lối thì các bạn chơi gần như không có độ trễ nào cả. Rất là ngon luôn.
Ok, nếu có thể kết nối và sử dụng ở chế độ là mắc phím với app là Shorting với lớp B3 thì đây nó sẽ hỗ trợ cho Android là 9.0 trở lên nhé. Với Android thì chúng ta sẽ nhấn tổ phím là A cộng Home này, A cộng Home. Và với iOS thì nó sẽ hỗ trợ cho iOS là 13.4 trở xuống. Và ở đây thì các bạn sẽ nhấn cho mình tổ phím là Y cộng Home. Đó, rồi ok. Giờ thì chúng ta sẽ tiến hành kết nối nhé. Ở đây thì mình sẽ dùng chiếc điện thoại là Android. Ok. Đây thì chúng ta sẽ nhấn tổ phím là A cộng Home ở trên tay cầm. Ok, để nhấp nháy thì ở ngoài chúng ta sẽ cầm thiết bị kết nối lên để chúng ta có thể kết nối. Ở đây thì chúng ta sẽ cầm thiết bị lên để có thể kết nối nhé. Ở đây chúng ta sẽ dò. Đây, thêm một chút đây cho. Kết nối. Ok, zoom, đã nhận nhá. Ok, khi đã kết nối thành công rồi thì ở ngoài chúng ta sẽ vào app này. Ở đây thì chúng ta sẽ tìm app là Shorting Vlog B3 nhé. Đây, đây là con app rất nhẹ nên là chúng ta sẽ tải cực kỳ nhanh chóng. Tải về rồi thì chúng ta sẽ nhấn vào mở. Ok. Khi mở nhá, khi mở vào app, nếu có cấp quyền thì các bạn sẽ cấp hết cho nó nhá. Ở đây các bạn có thể thấy nè, đã con đất thành công thì nó sẽ có chữ được tích xanh như thế này. Ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều các bản map mặc định để cho các bạn có thể sử dụng được ngay. Và nếu mà muốn các bạn có thể là map tùy chỉnh, tùy theo ý các bạn thì chúng ta sẽ vào một game bất kỳ nhá. Đây thì mình sẽ vào với tựa game là Liên Quân Mobile. Ok. Ok, nếu các bạn chưa map gì ấy, thì chúng ta sẽ vào phần thử tướng nhé, để chúng ta có thể là setup. Khi setup ok rồi thì các bạn có thể vào trong trận và chúng ta sử dụng để chiến đấu sau. Ok. Ok. Rồi ok. Khi đã vào trong bản đồ rồi, trong này các bạn có thể thêm mấy cái này để chúng ta có thể là test cho nó máu lửa hơn. Đây, chúng ta sẽ bấm vào biểu tượng app này. Đây, hiển thị lên nhá. Thì ngoài các bạn có thể là thêm nha. Đó, thêm các nút mà các bạn muốn chỉnh. Các bạn sẽ bấm vào cái nút bất kỳ nhá. Thì nó sẽ ra để các bạn có thể là sử dụng. Giả dụ như đấy, đó. Thì các bạn sẽ kéo vào cái điểm mà các bạn muốn map. Đó, ok. Một điểm hay trên con này là chúng ta có thể là sử dụng với tính năng là macro nhé. Ở đây thì các bạn có thể thấy mình đang sử dụng nút bấm A, đó, sử dụng macro với ba chiêu thức này, đó. Khi bấm thì nó sẽ ra cùng một lúc luôn, đó, ok nhé. Và với chiêu đây nha, mình sử dụng với X này, thì ở đây các bạn sẽ kéo đến phần smart stick này, đó, nhấn ok, lưu lại. Rồi ok, đấy thì với phần đó thì sẽ giúp các bạn có thể là tung chiêu tùy theo góc của bạn muốn tung nhá. Đây các bạn có thể thấy, đấy chưa? Đó. Đó. Các bạn sẽ nhấn vào chiêu này, rồi các bạn sẽ xoay cần joystick này. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ nhả chiêu ra. Nhưng mà vẫn giữ góc joystick để có thể tung ra chiêu. Đó, rồi ok, ở đây thì mình sẽ thử tính năng macro nhá. Thì đã setup rồi. Đó. Đó ok chưa? Đó rất ok các bạn nhá. Với chế độ này thì sẽ giúp các bạn có thể làm map phím và chơi áp dụng trên tất cả các tựa game ở trên mobile một cách dễ dàng. Đó. Ngon nghe các bạn nhá. Và lưu ý là với Android thì nó sẽ hỗ trợ cho Android từ 9.0 trở lên và với iOS thì sẽ là 13.4 trở xuống. Rồi ok. Vừa rồi thì mình đã vừa hướng dẫn các bạn cách kết nối và sử dụng chi tiết về chiếc tay cầm là X5 Mini. Và nếu như các bạn đang quan tâm đến mẫu tay cầm này thì mình sẽ để đường link đặt mua sản phẩm ở bên dưới phần mô tả của video nhé. Và tới giờ thì mình cũng xin dừng video tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tới. Xin chào.